Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Phạm Kính. Và trong video ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình hai tác phẩm chúc phúc được chế tác trên hai chất liệu gỗ khác nhau, đó là gỗ cẩm vàng và gỗ hương đá. Thì hiện tại trên thị trường với cái dòng gỗ này được rất là nhiều người ưa chuộng. Thứ nhất là tính ổn định của chất gỗ rất là cao và màu vân, màu gỗ thì rất là đồng đều, nên là các anh chị em nhà mình là rất là dễ bài trí trong không gian nội thất nhà mình. Và để giới thiệu chi tiết hơn thì em sẽ quay từng tác phẩm để các bác nhà mình có thể tham khảo rõ nét hơn từng cụ của bên em nhé. Như tác phẩm đầu tiên mà em muốn mang đến cho các anh chị em nhà mình đây, đó là một tác phẩm di lặc chúc phúc được chế tác trên chất liệu gỗ cẩm vàng. Và với cái dáng thế hình mẫu của cụ di lặc chúc phúc này thì các anh chị em nhà mình thấy là chỉ có ngài hai tay chấp vào nhau và một bên thì cầm một cây gậy như ý. Còn thân hình thì đây ạ, các anh nhà mình thấy là với tác phẩm này thì thân hình đã để ngài để hở bụng ngay chị em nhà mình nhá, lộ ra những cái đường vân thì rất là đẹp và cái phần thân bụng thì căng tròn rất là tuyệt vời luôn ạ. Và trên đây thì các bác nhà mình có thể nhìn thấy từ diện mặt của ngài thì được thợ bên em đục rất là hoàn hỉ, từ ánh mắt này hay là đến khóe miệng này được thợ làm rất là tươi anh chị em nhà mình nhá. Và với những hình ảnh chúc phúc thì thường là với mẫu truyền thống là những tác phẩm di lặc chúc phúc bên em là thường đứng trên những cái bao tiền rất là lớn anh chị em mình nhá, đứng trên những cái bao tiền rất là lớn và bên cạnh đó thì đan xen đó là những cái đồng tiền vàng. Và với cái tác phẩm này của em thì có chiều cao là 1m75 và đường kính là 60. Và nếu anh chị em và nhà mình mà đang quan tâm đến tác phẩm di lặc chúc phúc gỗ cẩm vàng thì các bác nhà mình có thể là tham khảo tác phẩm mã số 1 này nhé. Và tiếp theo thì em sẽ quay sang để giới thiệu các anh chị em nhà mình mã số 2. Vâng ạ, mã số 2 này thì đó là một tác phẩm di lặc chúc phúc gỗ hương đá. Thường thì bên em làm lên những tác phẩm như là chúc phúc muôn đôi công này, chúc phúc hương gỗ hương đỏ này, nhưng mà thường là cái dòng hương đá với hương cẩm vàng thì là được ưa chuộng nhiều nhất vì cái tính chất của nó rất là tốt. Và đây ạ, các bác nhìn thấy đây là một cái sản phẩm hương đá thì từ đến cái màu gỗ này hay là đến những cái đường vân thì rất là hài hòa và đồng đều, nên là anh chị em nhà mình rất là dễ phối hợp với không gian nội thất nhà mình nhé. Và hình ảnh chúc phúc mã số 2 này thì các anh chị em nhà mình thấy là với một ngài di lặc chúc phúc tay chắp vào nhau và ở dưới đây ạ, dưới cái phần này thì đó là những cái đồng tiền và trên những cái đồng tiền này thì bên em có gắn dòng chữ đó là vạn sự như ý ạ, chúc cho mọi điều đều tốt lành. Và như các anh chị em nhà mình đã biết thì hình ảnh di lặc chúc phúc hay còn gọi là Phật cười khi mà các bác nhà mình trưng trong gia chủ nhà mình thì sẽ mang lại một cái ý nghĩa, đó là mang lại may mắn, tài lộc sung túc đủ đầy và đặc biệt là sẽ mang lại hạnh phúc cho gia chủ mình. Thì với những cái mẫu chúc phúc với kích thước lớn như này, các bác nhà mình rất là dễ bài trí, các bác có thể là để ở không gian phòng khách này hoặc là để ở những cái sảnh cơ quan làm việc của các anh chị em nhà mình với một mong muốn đó là nghênh hỉ đón khách này, chúc cho mọi điều tốt đẹp. Thì với cái sản phẩm này của em thì cũng có chiều cao là 1m75 và đường kính là 55 anh chị em nhìn nhá, nhỏ hơn cái bức cơ gỗ cẩm vàng này một chút ạ. Nhưng mà bên em đều là chế tác trên những cái phôi gỗ tròn rất là lục lạc, nên là các anh chị em nhà mình khi mà sở hữu những cái tác phẩm này thì của bên em thì bên em các bác nhà mình có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Và hôm nay đây thì bên em đã giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình hai tác phẩm di lặc chúc phúc trên hai chất liệu gỗ khác nhau. Nếu anh chị em nào nhà mình mà quan tâm một trong hai mẫu tác phẩm chúc phúc này, các bác nhà mình có thể nhanh tay liên hệ qua số Zalo của bên em, đó là 0338 528 529 hoặc 0866 789 910. Em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em nhà mình có thể là tham khảo thêm nhé. Còn với anh chị em nào nhà mình gần cơ sở bên em thì hãy đến tại Đồ Gỗ Phạm Kính ở làng nghề mộc truyền thống Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương để tận mắt thưởng lãm những tác phẩm đẹp của bên em nhé. Và kết thúc video thì cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình rất là nhiều ạ.